Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Hàn Thực 3 tháng 3 âm lịch. Vào ngày Tết Hàn Thực 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, người Việt thường có tục lệ dâng lên tổ tiên món bánh trôi, bánh chay. Và đây không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là nét đẹp trong nghệ thuật ẩm thực. Theo nghĩa của chữ Hán, Hàn là lành, thực là ăn. Tết Hàn Thực là Tết ăn đồ lạnh. Phong tục cổ truyền này có nguồn gốc từ Trung Quốc theo một câu chuyện ly kỳ, truyền tụng nhiều đời. Chuyện kể rằng vào đời Xuân Thu từ năm 770 đến năm 221 trước Công nguyên, vua Tấn Văn Công của nước Tấn gặp loạn nên phải bỏ nước lưu vong, sống cảnh nay trú nước Tề, mai ở nước Sở. Bấy giờ thì có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo phò vua đã giúp đỡ nhiều mưu kế. Một hôm trên đường lánh nạn thì lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi của mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò vua Tấn Văn Công trong vòng 19 năm trời, cùng nhau nếm mật nằm gai, khổ luyện thành tài. Về sau thì Tấn Văn Công giành lại được ngôi vương, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công khi tòng vong. Nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình theo vua, phò vua là chuyện nên làm. Ông cho rằng những việc đó đâu có gì đáng nói. Vì thế, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm Tử Thôi, nhưng vì là người không tham danh vọng, Tử Thôi nhất quyết không quay về lĩnh thưởng. Tấn Văn Công ra lệnh đốt rừng, muốn thúc ép Tử Thôi quay về. Không ngờ Tử Thôi quyết chí, hai mẹ con cùng chịu chết cháy trong rừng. Nhà vua hối hận cho lập miếu thờ. Hàng năm đến ngày 3 tháng 3 là ngày chết cháy của hai mẹ con Tử Thôi, thì cấm dùng lửa để nấu ăn. Ngay cả việc làm cỗ cúng cũng phải làm từ hôm trước, và đây được coi là ngày Tết Hàn Thực. Ý nghĩa của bánh trôi, bánh chay trong Tết Hàn Thực của người Việt. Tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng Tết Hàn Thực của người Việt vẫn mang những sắc thái riêng, mang đậm chất Việt. Vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân đều ăn đồ nấu chín để nguội với tấm lòng thành kính nhất nằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Khác với Tết Hàn Thực ở Trung Quốc, vào ngày này thì người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Và điều đặc biệt là người Việt còn sáng tạo nên món bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng đó là những thức ăn nguội, Hàn Thực. Hướng về cội nguồn. Tết Hàn Thực của người Việt chủ yếu mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tưởng nhớ đến công lao của những người đã khuất. Chẳng hạn như người Việt có lễ dâng bánh trôi lễ Hai Bà Trưng vào ngày mùng 6 tháng 3 ở Hà Tây. Tiếp đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3. Người Việt từ khắp mọi miền tổ quốc trở về đền Hùng, Phú Thọ, thắp hương và dâng cúng những dĩa bánh trôi, bánh chay, tưởng nhớ đến cội nguồn. Như thế, rõ ràng thì Tết Hàn Thực của chúng ta mang màu sắc dân tộc riêng, trường tồn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Truyền thống dân tộc. Bánh trôi, bánh chay là đặc trưng của ngày lễ này. Từ xa xưa thì bánh trôi, bánh chay đã đi vào thơ ca dân tộc như những món ăn đặc trưng phổ biến của người Việt. Hai thứ bánh trôi và bánh chay đều làm từ bột gạo nếp thơm. Bánh trôi nặng viên nhỏ, ngoài trắng, trong thì nhân đường đỏ, thả luộc trong nồi nước sôi. Khi bánh nổi lên mặt nước, vớt ra vừa chín tới. Còn với bánh chay thì nặng tròn dẹt, không nhân, đặt lên đĩa nhỏ. Khi ăn, đổ nước đường lên trên. Ôn lại chuyện xưa. Vào những ngày này, cùng với người thân thưởng thức một đĩa bánh trôi, bánh chay, ta như cảm nhận được nhân tình thế thái. Nhiều người còn truyền tay nhau rằng ăn bánh trôi, bánh chay vào ngày này để ôn lại những chuyện xưa cũ, chuyện một thời đã xa của dân tộc ta. Cũng có tích kể lại rằng bánh trôi, bánh chay có từ thời Hùng Vương và tục làm hai thứ bánh này để nhắc nhớ về sự tích bọc trăm trứng của Âu Cơ. Trăm viên bánh nhỏ tượng trưng cho trăm quả trứng của Đức Lạc Long Quân. Bánh trôi tượng trưng cho 50 quả trứng nở thành 50 người con lên rừng theo mẹ. Còn bánh chay
thì tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo cha xuống biển. Và những truyền thống này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt, để rồi cứ đến ngày Tết hàng thực, người người, nhà nhà lại nô nức chuẩn bị làm bánh trôi, bánh chay. Với mùi thơm phức của đậu xanh, đường mật, không khí Tết dường như trở nên sôi động và ý nghĩa hơn. Vừa rồi các bạn được nghe ý nghĩa về Tết Hàn Thực. Sau đây mời các bạn đi cùng tôi đến các lớp xem các bạn học sinh và các cô cùng trải nghiệm gói bánh trôi nhân ngày kỷ niệm mùng 8 tháng 3. Là các con làm thì các mẹ làm tất thế này hả? Đấy, con làm đã xong rồi, con mới nóng để quay lại hỏng đấy. Vâng, hỏng vấn cô cũng gửi cái nào? Thế cô hôm nay lớp cô đang làm gì đấy ạ? Xin chào thầy, hôm nay là lớp 1B của trường tiểu học Vân Hóa đang trải nghiệm làm bánh trôi cho các con. Và lớp của cô giáo 1B là có 27 học sinh, thì đều 27 học sinh tham gia cùng với 10 phụ huynh. Dạ vâng ạ. Cô giáo mời bạn Thảo. Bạn Thảo đứng lên để ra đây để con hỏi con hỏi con hỏi con. Các bạn nào? Con giới thiệu con tên là gì đi con? Đi đây. Đi đây. Con học lớp nào? Nói to, nói to. Hôm nay con tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh trôi. Con nhìn đi. Hôm nay em tham gia chủ đề hỏi này, hôm nay em ra tham gia cái trò chương trình gì nhỉ? Em có thấy vui không? Em cảm nhận thấy thế này thế nào? Thế con được nặn được mấy cái bánh rồi? Thế chúc con vui vẻ nhé, thầy còn nặn tiếp đi. Vâng, vâng, xin chào phụ huynh nha. Giới thiệu phụ huynh tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Lê Thị Đình Chiến. À, Lê Thị Chiến, bạn là phụ huynh đang ở đâu đây? Dạ, em ở khu mấy nhỉ? Em ở khu mấy. Hôm nay bạn đang tham gia chương trình gì đây? Em tham gia chương trình trải nghiệm các con. Trải nghiệm các con, nên đang làm gì đây? Dạ, em đang làm đúng bánh trôi của các con ạ. Đúng năm nay, 8 tháng 3 là nhà trường có tổ chức cái chương trình trải nghiệm cho các cháu nặn bánh trôi đúng không ạ? Vâng, vâng. Và mời chị đứng, chị em cảm nhận ngày hôm nay thế nào? Dạ, em thấy rất là vui, mình cũng muốn cho các con tham gia, cho các con trải nghiệm, biết được kinh nghiệm cuộc sống, mới cả biết những nghề truyền thống của... Dạ vâng, thế chị có mong muốn gì không? Có sang năm nhà trường có tiếp tục tổ chức hay là muốn làm cái gì nữa không? Em mong muốn là năm nào nhà trường cũng tổ chức cho các con trải nghiệm các hoạt động thực tế như này. Dạ vâng, tối nay cũng nhân ngày 8 tháng 3, tôi muốn gửi tới... các cô rồi là các cán bộ phụ huynh đang ba lúc nào vui vẻ trẻ khỏe nhé. Dạ vâng, luôn quan tâm đến nhà trường gần nhé. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin chào, đây là lớp cô Hiền đang tham gia cái hoạt động trải nghiệm gói bánh trôi. Dạ vâng ạ, các học sinh và các phụ huynh, các thầy cô giáo tham gia rất nhiệt tình và sôi nổi. Vâng, tôi có thời gian đến các lớp khác ạ. Và tiếp tục của chúng ta đến lớp 4B. Vâng, em xin chào chỗ cô ạ. Chào tất cả các phụ huynh và các em nhé. Hôm nay rất là vui. Rồi, đây là lớp 4B đang tham gia hoạt động trải nghiệm gói bánh trôi. Rất là tuyệt vời. Rất là khéo. Vâng, sản phẩm của các trò đây, cái sản phẩm của các trò đây, sản phẩm của các cô đây, các học trò này rất là đẹp.
màu nó lẫn lộn một này. À, xử lý lại các cháu sau một hồi các cháu nặn trải nghiệm nữa, các cô xử lý lại đúng không? Rồi, thế là còn bạn đã nặn được cái bánh được chưa? Nặn hết rồi à? Thế bạn cảm thấy thế nào? Rất là vui đúng không? Rồi thì muốn nhà trường nó tiếp tục tổ chức này nữa không? Đó hả? Rồi. Cảm ơn nhá. Vâng, đây à, xin chào, đây là lớp 2A. Vâng, lớp 2A, lớp cô giáo Nguyễn Thị Minh chủ nhiệm, và cô đang cùng các trò đang trải nghiệm bánh trôi như cái bánh đăng ban. Vâng ạ. Vâng, vâng, vâng. Và tiếp tục đến lớp 5C. À vào đây là cô giáo lớp 5C. Và cô giáo giới thiệu đi ạ. Lớp mình đang làm gì đây cô giáo? Mời thầy ạ. Vâng, lớp 5C đang làm gì đây ạ? Trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay cho các con ạ. À, vâng, vâng, vâng. Chào chào anh Nguyễn Đăng Hải. À, mời anh vào đây. Bạn nặn có vui không nhỉ? Rồi. Ủa, bánh màu gì mà màu đẹp thế, màu tím à? Bên này là các bạn nặn bánh màu vàng nè, rất là đẹp. Rồi, xin chào các bạn, có thấy vui không? Rất vui đúng không? Đây, đèo hoàng cảnh rất là vệ sinh nhá, chuẩn đấy, lớp này chuẩn đấy. Đây là sản phẩm mà các bạn vừa mới làm ở đây, rất tuyệt vời. Các bạn này hướng dẫn cho các cô và các phụ huynh, các trò đã làm ra cái sản phẩm. Đây. Cô cho thầy hỏi là cái cô làm này có khó lắm không ạ? À? Hỏi cô sẽ cười, cô không nói, cô chắc là giữ bí mật, cô không tiết lộ bí quyết. Rồi. Rồi, xin chào các cô với các trò nhé. Để sang tiếp tục lớp 5B xem nào. Và xin chào lớp 5B. Lớp 5B nhà mình hôm nay đang có việc gì đấy nhỉ? Vâng. Lớp 5B đang tổ chức làm bánh trôi ạ. À, làm bánh trôi nhân dịp gì nhỉ? Nhân dịp ngày 1 tháng 3. À, em ơi, có muốn gửi lời chúc tới các mẹ và các cô điều gì không? Ngày 1 tháng 3 em chúc cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền. Chúc các mẹ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và rồi, cảm ơn em. Vô đây nào, của lớp giải hội đây nào. Rất là tuyệt vời, cảm ơn cô giáo. Vâng, lớp chúng ta đang nặn được nhiều chưa nhỉ? À đây, các là các sản phẩm của các bạn đang nặn đây ạ. Rồi, rất nhiều các sản phẩm. Nào bạn Quân, đứng đây hỏi nào. Quân đâu? Quân đã nặn được bao nhiêu cái bánh rồi? Em nặn được nhiều lắm, em đi luộc hết rồi. À, đi luộc hết rồi à? Thế Quân cảm thấy cái chương trình này thế nào? Rất là vui và ý nghĩa. À, rất vui ý nghĩa. Thế cũng muốn sang năm là tiếp tục nhà trường tổ chức chương trình này cho chúng ta trải nghiệm không? À, thế có gửi lời chúc gì các thầy, các cô với các mẹ không nhỉ? Tháng 3 em chúc các thầy, các cô và các
À rồi, tôi giống chuyên học giỏi nhá. Cả lớp cho bạn tràng vào tay nào. Rất là tuyệt vời. À, đây là cái sản phẩm đầu tiên đang tiếp tục, các mẹ đang tiếp tục làm. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, quay gần về xem nào. Sản phẩm lớp 5B trang trí rất là đẹp, các bạn học sinh trang trí rất là tuyệt vời. Và đây là chỗ khu vực hậu cần, các mẹ đang hỗ trợ các cháu. À, rất là đẹp. Vâng, tôi xin chào cả lớp nhé. Tôi tiếp tục sang lớp khác. Rồi, xin chào. Vâng, xin chào lớp 5A. Ta đến thăm lớp 5A. Lớp 5A mày có việc gì mà vui thế? Rồi, chào các bạn nhé. Đây là cô Đoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Đây là sản phẩm các trò vừa làm xong. Vâng, thật là đẹp ạ. Bao giờ chẳng cần nhìn nào.